Xin chào tất cả mọi người. Trong mục tìm hiểu cuộc sống bên Pháp này, tôi xin giới thiệu một bài đọc có đề tựa là Le fromage et le français. Le fromage ở trong tiếng Việt chúng ta có thể dịch là chất phô mai, có người gọi là format. Tôi tạm dùng cái chữ danh từ của tiếng Pháp đi, fromage. Và cái bài đọc này nói về cái mối quan hệ giữa người Pháp và fromage. Và khi chúng ta tìm hiểu cái mục này thì ở trên mạng Internet có rất nhiều bài. Có những bài nói về lịch sử của fromage từ thượng cổ chí kim, rồi có những bài nói về các cái số liệu, việc sản xuất, số lượng sản xuất và tiêu thụ fromage ở trên toàn cầu chẳng hạn, hoặc là ở trong riêng một cái nước nào chẳng hạn. Rồi có những cái bài nói về các cái tính chất của fromage. Ở đây tôi xin giới thiệu một cái bài nó có tính chất nhẹ nhàng, người ta chỉ nói chung chung là fromage ở bên nước Pháp có cái tầm quan trọng như thế nào. Và qua bài này, thứ nhất là chúng ta có dụng ý là tìm hiểu một số các kiến thức về việc sản xuất và tiêu thụ fromage ở bên Pháp, một vài ba kiến thức rất là sơ đẳng. Thứ hai là qua bài này chúng ta học thêm một số các cái từ ngữ liên quan tới ẩm thực của Pháp. Le fromage est très présent dans la gastronomie française, il réconforte, réchauffe et rassemble. La gastronomie là ẩm thực. Ở trong ẩm thực của Pháp thì fromage rất là hiện diện và chúng ta có thể dịch là có ở khắp mọi nơi. Ở trong ẩm thực của Pháp thì chỗ nào người ta cũng thấy có fromage. Il réconforte, động từ réconforter có nghĩa là làm cho cơ thể hay là cho tinh thần khỏe lại. Ở trong động từ này chúng ta thấy có tính từ for, for, for là mạnh, réconforter là làm cho mạnh lên về cả mặt thể chất cũng như là tinh thần, nó làm cho con người khỏe mạnh lên, réchauffe ăn cho nó ấm. Và chúng ta biết là trong các cái mùa đông giá lạnh á, và nếu con người ăn nhiều fromage thì sẽ có năng lượng để chống lạnh, nhất là chúng ta sẽ nói về sau này cái fromage camembert. Camembert được tiêu thụ rất nhiều, hàng trăm ngàn tấn ở bên nước Pháp. Người ta ăn nhiều vào cái mùa lạnh để cho cơ thể được ấm lên. Et rassemble là tụ tập. Tức là khi ăn fromage thì ít khi người ta ăn một mình, người ta ăn chung với bạn bè, ăn chung với gia đình trong các cái dịp ăn uống. Như vậy, fromage là một cái chất nó làm cho con người khỏe mạnh, làm cho con người cơ thể được ấm lên và làm cho con người có dịp để tụ tập gặp gỡ lại với nhau. L'insee d'accompagnement au pâte, au pizza et en fin de repas. In đây vẫn là fromage. Động từ servir đi với một danh từ có nghĩa là dùng để làm chuyện gì. Ví dụ chúng ta thấy dùng một cái gì để làm thí nghiệm. Cô bay là con chuột bạch đó. Servir de cô bay. Người ta lấy cái gì để người ta làm thí nghiệm thì người ta nói là servir de cô bay, dùng để làm vật thí nghiệm. Thì ở đây chúng ta dịch là fromage được dùng để đi kèm với các cái loại mì, đi kèm với các cái loại pizza. Trên bánh pizza người ta đổ fromage lên và ăn ở cuối bữa ăn, hoặc là để dùng để làm cái yếu tố chính ở trong một món ăn, ví dụ như là món raclette chẳng hạn. Đây là món raclette. Món raclette là một cái món ăn truyền thống và tiêu biểu của ẩm thực của Thụy Sĩ. Đó là biến thể của cái loại fromage được người làm cho người ta tan chảy. Tức là fromage thì nó đặc, nó thành những cái tảng, những cái cục và người ta nấu lên để cho nó tan chảy ra, nó lỏng ra. Và người ta dùng cái raclette là cái vật dụng như thế này này để làm sao người ta cứ đảo trên lửa đó cho fromage nó nóng đều rồi nó chảy ra, rồi nó được dùng với khoai tây. Vậy chúng ta thấy trên một cái đĩa ăn như này, ở bên này là cái phần thịt nhé, rồi có một ít rau nhé, và đây là cái củ khoai tây được luộc lên, rồi trong củ khoai tây này người ta đổ cái fromage đã được nấu cho tan chảy lên. Như vậy trong cái món ăn này cái thành phần chính là fromage chứ không phải là các cái thứ khác, và người ta gọi là fromage có thể là một cái thành phần chính ở trong một món ăn là như vậy, chẳng hạn như món raclette ở bên Thụy Sĩ. Le fromage véhicule cette image de convivialité puisqu'il est souvent associé à l'image de la montagne, car il est souvent produit en montagne. Động từ véhiculer có nghĩa là chuyên chở, nó đồng nghĩa với động từ transporter. Fromage thì chuyên chở cái hình ảnh của sự nhiệt thành. La convivialité là chúng ta nhiệt tình tiếp đón một người ai đó có cái tính chất nhiệt thành, nhiệt tình ở trong cái thái độ của mình. Chất fromage là chuyên chở cái hình ảnh của sự nhiệt tình, nhiệt thành, bởi vì fromage được thường thường được gắn kết với hình ảnh của miền núi,
bởi vì nó thường thường được sản xuất ở trên các cái vùng núi non. La culture du fromage est forte en France, car les gens qui le produisent sont souvent des passionnés. La culture là văn hóa. Văn hóa về fromage thì rất là mạnh, rất là lớn ở bên nước Pháp. Chúng ta nếu mà qua bên Pháp hoặc giao tiếp với người Pháp, chúng ta thấy người Pháp coi fromage như là một cái gì không thể thiếu ở trong ẩm thực. Vì vậy chúng ta nói là cái văn hóa về fromage rất là mạnh mẽ ở bên nước Pháp, bởi vì cái người mà sản xuất ra fromage thì thường thường là những con người đam mê. Chúng ta làm việc để mà kiếm sống, nhưng mà đồng thời có những người làm việc vì đam mê, những người sản xuất ra fromage, những người đam mê để làm ra cái loại thức ăn này. Il parcourt les villages avec leurs étendues impressionnantes de fromage pour vendre leurs produits sur les marchés. Những cái người sản xuất fromage ở bên Pháp ấy, thì họ đi từ làng này qua làng khác với cái khối lượng khổng lồ về fromage mà họ vừa mới làm ra đó, để bán ở trên các cái phiên chợ. L'objectif de ces producteurs est souvent de vendre par circuit court et transmettre leur passion en vendant des produits savoureux et variés. Mục tiêu của những nhà sản xuất phô mai này ở vùng nông thôn đó, thì họ đi các cái làng mạc để họ bán, và họ muốn bán để mà ở trong một cái quy trình ngắn thôi. Họ không muốn đưa nhiều vào trong các cái quy trình xa xa như là đưa vào trong hệ thống siêu thị, các cái cửa hàng. Họ muốn bán tận tay cho tới các cái người tiêu dùng để truyền tải cái niềm đam mê của họ bằng cách họ bán những cái sản phẩm rất là ngon và đa dạng của họ. Nếu chúng ta sống ở bên Pháp, chúng ta đi các cái chợ phiên sẽ thấy có những người bán fromage, họ rất là vui thích với công việc của họ. Họ giới thiệu đây là fromage loại gì, ăn như thế nào, và họ có một cái sự đam mê trong việc thứ nhất là sản xuất, rồi bây giờ đưa tới tay của những người tiêu dùng. L'Occitanie est aussi la région du fromage. Cái vùng Occitanie thì người ta gọi là cái vùng sản xuất nhiều fromage nhất. Và chúng ta xem cái vùng Occitanie nó nằm ở chỗ nào. Và chúng ta thấy đây là bản đồ của nước Pháp nhé. Và đây cũng là bản đồ của nước Pháp. Và trên này người ta phân bổ các cái vùng mà sản xuất ra các cái loại fromage. Thì vùng Occitanie là cái vùng này. Occitanie là cái vùng của các cái tỉnh. Và nó nằm gần với dãy núi Pyrenees. Nó cũng nằm gần với biển Địa Trung Hải. Đây là dãy núi Pyrenees. Pyrenees ở cái vùng này người ta chăn nuôi nhiều lắm. Rồi người ta sản xuất ra, dĩ nhiên là một cái số lượng fromage rất là lớn. Cái vùng Occitanie là cái vùng này, chúng ta tạm gọi một cách tương đối nhé, là cái vùng này này là cái vùng sản xuất ra rất nhiều fromage của nước Pháp. Eh oui, le Roquefort est fabriqué non loin du viaduc de Millau en Occitanie. Đúng rồi, cái fromage có tên là Roquefort được sản xuất ở không xa cái cầu Milo ở trong vùng Occitanie. Và đây là cũng là một kiến thức chúng ta cũng cần biết thêm. Viaduc de Milo là một cái cầu rất là đặc biệt, tôi xin giới thiệu bên dưới này. Chúng ta thấy đây là một cái cầu vừa dây văng nhé. Cái cầu dây văng có những cái dây văng như thế này, và chúng ta thấy nó nối từ bên này qua bên kia. Và có gì là đặc biệt? Đây là một cái cầu rất là đặc biệt, có lẽ đặc biệt nhất trên thế giới. Nó băng qua một cái thung lũng của sông Tạc, ở dưới này chúng ta thấy có cái con sông mới chảy qua này, và đây là một cái thung lũng. Và bây giờ người ta muốn xây một cái đường cao tốc từ vùng này qua vùng kia, nhưng mà gặp cái trở ngại phải đi xuống cái thung lũng rồi băng qua cái con sông này, và người ta đã quyết định xây một cái cây cầu dây văng. Cây cầu này có một cái đặc biệt là cái độ dài của nó là khoảng 2-3 cây số, thì chưa phải là quá dài, nhưng mà cái độ cao của các cái trụ cầu thì kinh khủng. Hai cái trụ cao nhất nó lên tới 250 mét. Chúng ta chẳng hạn lấy cái trụ này nhé, 250 mét từ dưới đất lên tới trên này. 250 mét thì tương đương với một cái tòa nhà 50 tầng, 50 tầng một cái tòa cao ốc. Và tháp Eiffel thì 330 mét, thì tháp Eiffel cũng chỉ cao lên tới chỗ này. Chúng ta ví dụ như vậy, tháp Eiffel là một cái công trình rất là cao, nhưng mà nó cũng chỉ cao hơn cái trụ cầu này có vài chục mét thôi. Ở đây khoảng 250 mét này, hai mấy cái trụ cầu. Như vậy đi trên cái chỗ này, chúng ta đi trên một cái độ cao khủng khiếp, xe chạy ở trên cái cầu này như là chạy trên mây. Vào những cái ngày mà có sương thì người ta thấy xe chạy ở trong mây, bởi vì sương rồi mây nó bao tới, bởi vì đây là một cái độ cao rất là cao ngang với các cái ngọn đồi này. Như vậy trên này có mây mù, có sương, có mây, và xe chạy như là chạy trong mây. Như vậy đây là một cái cầu rất là kỳ công. Và cái vùng này là cái vùng sản xuất rất nhiều fromage, trong đó có cái loại fromage Roquefort.
Mélange de délicatesse et de puissance, le roquefort signe l'alliance parfaite entre le génie de la nature et l'intelligence de l'homme. Đây là một cái câu hình văn rất là trừu tượng. Chúng ta tạm dịch như thế này. Cái loại fromage có tên là roquefort là một cái sự tổng hợp, là một cái sự pha trộn giữa sự tinh tế và một cái sự sức mạnh. Nó nói lên một cái sự hòa lẫn giữa génie là một cái kỳ tài, cái tài tình của thiên nhiên với trí khôn của con người. Thiên nhiên cho cái vùng này một cái đồng cỏ để sản xuất, để nuôi những con bò sản xuất ra cái loại sữa. Và với trí thông minh của con người thì hòa lẫn hai cái yếu tố, hai yếu tố đó đã tạo ra một cái loại fromage nổi tiếng là fromage Roquefort. Ce prestigieux fromage est élaboré dans le sud de l'Aveyron, non loin du viaduc de Millau, chúng ta vừa nói bên trên. Và cái loại fromage nổi tiếng này đã được sản xuất ở trong cái vùng không có quá xa cái cây cầu của vùng Milo. C'est la plus ancienne AOP française. Ở đây chúng ta thấy phải chúng ta cần làm quen với cách gọi AOP. AOP là viết tắt của Appellation d'origine protégée. Appellation d'origine protégée có nghĩa là một cái sản phẩm gì làm ra ở trên cái vùng miền nào đó thì nếu mà chúng ta có cái chữ AOP này thì được công nhận đây là cái sản phẩm của cái vùng miền này, có cái giới hạn đặc biệt, không thể mang đi nơi khác. Nơi khác nếu có làm ra cũng không được gọi với cái tên này. Cái tên này nó gắn liền với cái địa phương này và có một cái giấy chứng thực gọi là AOP. Chúng ta coi cái hình ảnh. Đây là cái dấu chứng thực ở AOP. Appellation d'origine protégée. Protégée là được bảo vệ. Một cái tên gọi có cái xuất xứ mà được bảo vệ, tức là không ai có thể lấy cắp, không ai có thể làm nhái, làm giả được. Cái loại fromage được làm ở vùng này và dán lên cái dấu hiệu, chúng ta thấy cái dấu hiệu này này, thì nó ở đây này, thì người ta tin chắc rằng đây là một cái sản phẩm chính gốc, không có pha lẫn, không có bị làm nhái, làm giả ở cái vùng khác. Và chúng ta thấy bên này là có một cái tảng fromage, mà là fromage làm bằng sữa dê, và cũng được dán lên cái nhãn hiệu AOP như thế này là người ta tin chắc, người ta mua, bởi vì cái sản phẩm này được bảo đảm về chất lượng sản xuất từ cái vùng này. Il existe plus de 1200 fromages en France. Đây là một con số rất là ấn tượng. Ở bên nước Pháp có hơn 1200 loại fromage, hơn 1200, như vậy rất là nhiều, một con số khủng khiếp. Et de toutes les sortes, và cái con số 1200 fromage này gồm có đủ mọi loại thứ. Au lait cru, làm bằng từ sữa tươi. Lait cru tức là sữa tươi, sữa mới vắt ra, chưa có tiệt trùng. Lait non stérilisé. Hoặc là pasteurisé, làm bằng sữa tươi hoặc là làm bằng sữa đã thanh trùng. Le lait pasteurisé là sữa tiệt trùng. Và chúng ta coi cái cách người ta định nghĩa. Phương pháp thanh trùng, còn gọi là phương pháp Pasteur, do nhà khoa học Louis Pasteur, hay còn gọi là phương pháp tiệt trùng khử khuẩn, là quy trình làm nóng thực phẩm, thường thường là thực phẩm chất lỏng, đến một cái nhiệt độ nhất định trong khoảng một thời gian xác định trước, rồi sau đó làm lạnh đột ngột. Người ta hâm nóng lên, rồi làm lạnh đột ngột. Phương pháp này làm chậm quá trình hư hỏng của thức ăn gây ra do vi sinh vật. Đây là phương pháp do nhà khoa học Louis Pasteur tìm ra và người ta gọi là phương pháp Pasteur. Và bây giờ tên tuổi của nhà khoa học Pasteur được trở thành một cái động từ pasteurisé, tức là thanh trùng. Le lait pasteurisé là sữa đã được thanh trùng. Chúng ta vừa thấy là fromage có thể là đủ mọi thể loại, làm bằng từ sữa tươi, làm bằng sữa đã thanh trùng, làm bằng sữa bò hay làm bằng sữa dê. Ở đây có cái dấu phẩy này, sữa bò hay là sữa dê. De quoi goûter un fromage différent chaque jour pendant plusieurs années. Ở chúng ta có cái cách hình văn của câu này nhé. Như vậy vừa mới kể ra là 1000 loại fromage, như vậy có đủ để cho chúng ta thưởng thức một loại fromage khác nhau mỗi ngày trong vòng nhiều năm. Tức là một năm chỉ có 360 ngày thì chúng ta đi ăn hết một vòng các cái loại fromage bên nước Pháp thì phải mất gần 4 năm trời thì mới ăn hết được cái loại fromage này. Như vậy người ta nói là de quoi goûter un fromage différent. Như vậy là có đủ để mà thưởng thức một cái loại fromage khác nhau mỗi ngày trong vòng nhiều năm. Bien que la plupart des fromages soient faits à base de lait de vache, les fromages
Au lait de chèvre sont plus faciles à digérer. Mặc dù phần lớn cái loại fromage thì được làm từ sữa bò, đây là con bò cái này, nhưng mà các cái loại fromage làm bằng từ sữa dê, đây là con dê cái này, thì dễ tiêu hơn mềm sinh côn chiên du lactose. Mặc dù cái sữa dê, fromage làm từ sữa dê nó có chứa cái chất lactose, ils sont recommandés pour les personnes avec un estomac fragile, và cái loại fromage làm bằng từ sữa dê thì được tư vấn, được khuyên dùng cho những người có cái dạ dày bị mỏng manh, tức là dạ dày khó tiêu đó, không tiêu được những chất khác, thì nên ăn cái loại fromage làm bằng từ sữa dê bởi vì nó rất là dễ tiêu, facile à digérer. C'est parti pour un petit top 10 des fromages préférés des Français. C'est parti là bây giờ chúng ta hãy đi vào danh sách 10 các loại fromage được người Pháp ưa chuộng nhất, và người ta tính từ con số thấp nhất, từ con số thứ 10, vị trí thứ 10. Dixième position, nous avons le Roquefort. Ở vị trí thứ 10, chúng ta có cái loại fromage Roquefort. Effectivement, đúng vậy. Il n'est pas au goût de tous. Bởi vì cái loại này ngon thì thật là ngon, nổi tiếng thì thật là nổi tiếng, nhưng mà không phải ai cũng có thưởng thức được. Vị trí thứ 9, nous retrouvons le Reblochon, principalement utilisé dans la recette de la tartiflette. Cái loại fromage này thì được dùng sử dụng chủ yếu ở trong cái công thức nấu cái món tartiflette. Vị trí thứ 8 là L'Emmental. L'Emmental là cái loại fromage le passe-partout. Ở chỗ nào chúng ta cũng thấy, đây là một cái danh từ kép này, le passe-partout de fromage. Đây là cái loại fromage đi đâu cũng thấy. Số 7 là le Cantal. Số 6 là le Saint-Nectaire. Số 5 là L'Emmental râpé. Râpé là được bào thành sợi. Ở đây chúng ta thấy một cái hình cái loại fromage L'Emmental được bào thành sợi. Người ta dĩ nhiên là người ta bào bằng phương tiện công nghiệp, rồi người ta gói, đóng gói lại và thực và người mua bán chỉ việc mua về rồi rồi dùng. Bởi vì trong nhiều món ăn người ta muốn dùng các loại phô mai sợi, chúng ta sẽ thấy nó thành từng sợi ra, được bào ra thành từng sợi. Rồi vị trí số 4 là Le Basique Comté. Vị trí thứ 3 là La Brebis Basque, fromage plus sophistiqué. Loại fromage là một từ sữa cừu. Loại thứ hai là Le Chèvre. Và loại thứ nhất là Le Camembert bien sûr. Ở đây tôi xin lưu ý là cái chữ Le Chèvre. Chèvre là một danh từ giống cái, bởi vì Chèvre là con dê cái. Con dê cái thì phải là giống cái, mà đây người ta dùng Le Chèvre, ý nói là Le Fromage de Chèvre, loại fromage làm bằng từ sữa dê. Và chúng ta thấy trên cái hộp fromage cũng đề là Le Chèvre, không phải là người ta viết sai chính tả đâu, nhưng mà ta nói tắt Le Chèvre, và chúng ta thấy con dê cái này. Con dê cái thì phải là la, cũng như là la vache, con bò cái thì đây phải là la, nhưng người ta lại dùng le. Và nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta sẽ có thể là bị ngạc nhiên là bởi vì tại sao ở trên các cái hộp này người ta lại viết sai chính tả, thực sự không phải là sai. Và đây là fromage camembert. Camembert là loại fromage được tiêu thụ nhiều nhất, người ta để sản xuất ra, người ta để trong một cái hộp bằng gỗ, gỗ này là gỗ chất lượng thường thôi, rồi người ta dùng xong người ta mở hộp ra, người ta lấy ra, và cái phô mai được gói bằng trong một cái giấy, và ta cắt ra, người ta ăn ăn xong người ta vứt luôn cả cái hộp này bởi vì nó không có giá trị gì hết. Đây là phô mai camembert. Và hình bên này chúng ta thấy đây là phô mai roquefort. Roquefort nó có cái tên như này này, và khi cắt ra nó có những cái chấm đen đen, và đây là loại phô mai rất là đặc biệt. Nhưng mà người ta nói nó lại chỉ chiếm vị trí thứ 10 do bởi không phải ai cũng ăn được loại phô mai này. Pour vivre un apéro à la française, nous vous conseillons d'offrir une bonne bouteille de vin à partager et à boire avec modération et de l'accompagner d'une petite tassette de fromage composée de ces 10 fromages incontournables. Ở đây chúng ta thấy có cái động từ conseiller. Conseiller à quelqu'un de faire quelque chose. Thứ nhất có dưới từ đờ đây này. Chúng tôi khuyên bạn nên mở một cái chai rượu ngon để mà chia sẻ với nhau và uống với một sự điều độ, moderation, là không uống quá nhiều. Và có dưới từ đờ nữa. Và chúng tôi khuyên bạn hãy uống rượu này cùng với một cái dĩa fromage gồm có 10 cái loại fromage bên trên. Đây là cái 10 cái loại fromage incontournable và không thể tránh được, tức là rất là nổi tiếng, ai cũng phải thử qua, ai cũng phải thưởng thức. Ở đây chúng ta nói lại cái hàng đầu
Pour vivre un apéro à la française. Apéro là viết tắt của apéritif, là khai vị. Tức là trước khi ăn một cái bữa tiệc chính nào thì người ta có cái món khai vị ăn để cho nó vui cái miệng trước khi ăn vào cái bữa chính. Và đây là viết tắt của apéro, là viết tắt của apéritif. À la française là theo kiểu Pháp. Và chúng ta thấy nhé, à la française thì ở đây là phải là féminin. Và theo kiểu Pháp, nếu nói theo kiểu Việt Nam thì à la vietnamienne. Chẳng hạn là tôi lấy một cái món cánh gà nhé, thì có thể người nước này làm theo kiểu này, người nước kia làm theo kiểu kia. Bây giờ chúng ta có những cái cánh gà làm theo kiểu Việt Nam, aile de poulet, aile là cái cánh, cánh con gà, à la vietnamienne làm theo kiểu Việt Nam, rồi à la japonaise làm theo kiểu Nhật. Ở đây tôi lấy ví dụ như là cái món tofu, tofu là đậu phụ, đậu hũ ở trong miền Nam, đậu phụ ở ngoài miền Bắc, le tofu à la japonaise thì làm theo kiểu Nhật. Để chúng ta biết tofu ở bên Nhật cũng là một cái món ăn rất là quan trọng, một món ăn được tiêu thụ rất nhiều ở bên Nhật và người ta làm theo nhiều kiểu lắm. Thì bây giờ chúng tôi ăn cái món tofu theo kiểu Nhật. Như vậy, à la française theo kiểu Pháp, à la vietnamienne là theo kiểu Việt Nam, à la japonaise theo kiểu Nhật, vân vân. Theo kiểu Ý, à l'italienne, cứ như vậy chúng ta làm. Và nên nhớ là à la thì phía sau này là phải là đi với feminine. Để chúng ta cùng nhau thưởng thức cái món khai vị theo kiểu Pháp, thì chúng tôi khuyên các bạn hãy mở ngay một cái chai rượu ngon để chia sẻ với nhau, mỗi người một ly, rồi uống một cách điều độ, uống từ từ và ăn cùng với ăn cái phô mai này cùng uống cái rượu này cùng với một cái dĩa gồm có 10 cái loại phô mai ở bên trên. Đây là những phô mai không thể thiếu được, không thể tránh được. Chúng ta vừa coi danh sách 10 phô mai ở đó. Regalat assuré. Ở đây chúng ta có thể không để ý tới cái chữ regalat cũng được. Regalat là như thế này ạ, là khi người ta uống rượu thì người ta ngửa cổ ra phía đằng sau, rồi người ta để cái chai rượu người ta dốc vào trong miệng mình, mà cái cổ, cái miệng của cái chai nó không đụng vào môi mình. Đó, chúng ta hình dung ra một người uống rượu ngửa cổ ra rồi cho rượu nó đổ vào trong, từ cái chai nó đổ vào trong miệng mình mà cái chai nó không đụng vào môi mình. Như vậy có ý nghĩa là gì? Như vậy là uống nhiều lắm, mở một chai rượu ra mà có phô ma sự tha hồ uống. Và ở đây chúng ta có thể dịch này, tha hồ bảo đảm là uống đã đời, bảo đảm là uống cho đến hết mà thôi. Regalat, khi chúng ta dốc cái chai lên thì dĩ nhiên là không còn cái chất lỏng nào nó nằm trong chai nữa, nó sẽ chạy hết vào trong miệng mình. Khi các bạn mở một cái chai rượu ngon ra rồi ăn với một dĩa phô ma rồi gồm có 10 cái loại phô ma rồi bên trên, thì tôi bảo đảm với các bạn là không còn một giọt rượu. Regalat assuré, đó là như vậy. Và cái bài này tôi sẽ cố ý đưa ra để cho các anh chị biết một chút về cái thông tin về người Pháp, họ có cái mối quan hệ như thế nào với fromage. Fromage là một cái món mà không thể thiếu được, và họ có thể ăn rất là nhiều loại, 1.200 loại. Và xin chào tất cả mọi người.